Bộ phim Tâm Hồn Mặt Trời tập 84. Đội trưởng, đây là thuốc bắc tôi cố ý nhà mẹ tôi nấu đó. Nhưng bây giờ bụng trống, anh uống đi. Thật ngại quá. Tôi đã hỏi bác sĩ, họ nói tòa thuốc này là bổ khí. Nếu như anh uống có công hiệu, có thể uống lâu dài, không có tác dụng phụ. Tất cả tổ viên cũng cho tôi tòa thuốc bí truyền. Bây giờ tôi giống như chuột bạch vậy, phương thức gì cũng thử. Đội trưởng, tòa của tôi chắc chắn có công hiệu, không giống như học đệ. Mẹ cậu ấy giới thiệu là thuốc mỡ. Tôi đây không biết công hiệu nó như thế nào, nhưng mà tòa của tôi là đặc biệt, nhờ chính tay bác sĩ trung y ra tòa đó. Tôi không phải có ý đó. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo, tôi múc cho anh. Nè, đội trưởng, cẩn thận, coi chừng nóng. Cảm ơn. Phải rồi, lần trước sau khi tôi đến chỗ của bác sĩ Lý Chấn Dân có vài nghi vấn, tôi nghĩ không ra. Hay là vậy, cô về nhà giúp tôi hỏi thăm người bạn của mẹ cô. Lý Chấn Dân, đứa con ở Mỹ bao nhiêu tuổi? Còn nữa, vợ của ổng vì nguyên nhân gì trở thành người thực vật? Đội trưởng, xin hỏi anh hỏi chuyện này là có dụng ý gì? Sau khi tôi xem xong tài liệu, càng nghĩ càng thấy lạ. Nếu vợ của ổng là người thực vật, tại sao ổng phải phiền phức đưa cổ từ Mỹ trở về? Phúc lợi y tế ở bên Mỹ tốt hơn ở Đài Loan rất nhiều. Ổng thật sự không cần phải đưa một bệnh nhân ngàn dặm xa xôi trở về đây. Được, bây giờ tôi sẽ đi hỏi thăm, lát nữa báo cáo cho anh. Khoan đã. Còn nữa, nhà ổng còn có ai? Con của ổng sao không về? Với gia đình Mỹ mà nói, rất coi trọng trẻ con, không thể bỏ mặc đứa con không lo, chỉ hai vợ chồng trở về. Trẻ con được sinh trưởng ở bên Mỹ rất là độc lập, vì vậy họ không dẫn nó về cũng là chuyện rất bình thường. Bất kể là nguyên nhân gì, hỏi thăm cho rõ, thu thập đầy đủ, khi hiểu sự thật thì mới có ích. Dạ. Thuốc đó phải uống lúc còn nóng. Dạ, cung kính không bằng tuân lệnh. Tôi đi làm gì? Cảm ơn các vị đã ủng hộ và an ủi. Dạ. Lần sau Quỷ Viên Lâm nhất định phải đứng ra tranh cử mới được. Được, chắc chắn. Chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Tạm biệt, tôi ủng hộ ông mà. Chúng ta đi trước nha. Tạm biệt. Tấn Phát à, lúc đầu em cứ lo là sau khi anh công khai chuyện đĩa sư đi, những cử tri đó nhất định sẽ phản cảm với anh. Không ngờ suốt cả ngày hôm nay có nhiều cử tri tới đây ủng hộ khuyến khích anh như vậy, còn tặng nhiều lẵng hoa nữa. Anh coi để đầy hết cửa rồi. Phải, ngày thường vẫn có người tặng hoa. Anh không có cảm giác, nhưng những lẵng hoa này mang đến cho anh nhiều sự ấm áp và khích lệ. Đó là bởi vì anh thật sự dùng tấm lòng cảm kích để đón nhận thành ý của người ta. Tục ngữ nói, gia hòa vạn sự hưng, chi lý. Thật sự người anh phải cảm ơn nhất là em. Nếu không phải em tha thứ cho anh, cùng anh giữ cuộc họp báo, cửa ải hôm nay anh không thể vượt qua được. Nếu không phải bản thân anh thật lòng hối cải, vậy chắc chắn chúng ta sẽ thường xuyên cãi nhau. Em cũng sẽ không thể cùng anh mở cuộc họp báo được.
Bây giờ chỉ cần chờ Tiểu Linh bình an trở về, cả nhà ba người chúng ta cũng sẽ giống như bên anh Hắc Cẩu, gia đình viên mãn, hạnh phúc. Nhưng mà Triệu Tiêu đã trốn thoát. Kỳ lạ. Đúng lý hắn phải liên lạc với chúng ta, sao lại không có tin tức gì? Có thể là hắn bị thương rất nặng. Từ tối đến giờ một cú điện thoại cũng không có. Em cũng biết tên Triệu Tiêu, hắn là tên sát nhân biến thái thần kinh không được bình thường. Anh rất lo cho an nguy của Tiểu Linh. Anh đã vì Tiểu Linh cam nguyện hy sinh sự nghiệp của mình, bỏ ra tiền bạc. Tình cha như vậy, em tin cả thần linh chắc chắn cũng bị anh làm cho cảm động, sẽ phù hộ anh mà. Chỉ do những việc anh đã làm vào lúc trước có thể vượt qua ải khó lần này, thì ông trời đã khoan dung cho anh lắm rồi. Tiểu Linh là đứa trẻ vô tội đáng thương, chỉ mong ông trời có thể phù hộ nó bình an vô sự. Tấn Phát à, anh bận rộn cả ngày trời, đã mệt lắm rồi. Nè, chúng ta trở về nghỉ ngơi sớm đi. Không được, không được, anh không thể ngủ được. Anh phải chờ điện thoại của Triệu Tiêu. Em về nghỉ ngơi sớm được rồi. Anh không về, em cũng sẽ ở lại với anh. Em nấu bữa khuya cho anh nha. Anh ngồi đi. Ba thật sự rất thương mình, quan tâm mình, cộng thêm chân tình mà anh dũng đối với mình. Bây giờ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ ba và anh Dũng chắc chắn đang tìm mình khắp nơi. Chị Khải Lợi, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy? Em tìm Tiểu Linh khắp nơi cũng không tìm được. May mà cậu không tìm được Tiểu Linh. Tên Triệu Tiêu đó là một nhân vật rất nguy hiểm. Tiểu Linh vì em mới bị Triệu Tiêu đó bắt đi. Cổ hy sinh cho em quá nhiều, chẳng lẽ em không nên liều mạng vì cổ hay sao? Được rồi, cậu tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Tinh thần của Triệu Tiêu không ổn định, cậu đi tìm hắn liều mạng Tiểu Linh sẽ càng nguy hiểm hơn. Cậu nên tin năng lực của cảnh sát. Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm Tiểu Linh bình an trở về bên cậu. Nhưng mà em thật sự không yên tâm. Alo, Tiểu Yến. Triệu Tiêu gọi điện thoại cho Quỷ Viên rồi. Ông nghe cho kỹ. 10 giờ sáng ngày mai ông đi một mình. Hắn nói gì? Chờ chút, bây giờ đang nói địa chỉ. Alo, Tiểu Linh đâu? Tôi muốn nói chuyện với con gái của tôi. Bây giờ cậu rất tốt, chỉ cần ông nghe lời của tôi, cậu sẽ nhanh chóng an toàn trở về bên ông. Tôi muốn nói chuyện với ba tôi. Tôi muốn nói chuyện với ba tôi. Sao anh không cho tôi nói chuyện với ba tôi vậy? Tại sao vậy? Ông không có tư cách làm ba của cô. Alo, alo, Triệu Tiêu. Hắn ta nói sao? Hẹn ở đâu vậy? Để xử lý. Không được đâu, em không thể để một mình anh mạo hiểm được. Lỡ như anh xảy ra chuyện, vậy em phải làm sao đây? Em nghe lời anh ha, ngoan ngoãn ở lại nhà. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, sau này Tiểu Linh phải nhờ về em chăm sóc rồi ha. Tấn Phát, em... Yên tâm đi ha, yên tâm. Được rồi, tối nay mọi người về nghỉ ngơi sớm. 8 giờ sáng mai giáo dục công tác, 9 giờ chỉnh trang xuất phát. Dạ. Chị Khải Lợi, em cũng muốn đi. Được rồi. Ba cô và đám cảnh sát đó không bao lâu nữa sẽ đến đây. Không phải anh chỉ thông báo với ba tôi sao? Tại sao còn có cảnh sát?
Nè, làm phiền cô. Thiệt thôi thêm một chút nha. À, cố gắng nhẫn nại. Lát nữa cô có thể đi tìm ba của cô rồi. À, nè, còn tôi thì có thể đi tìm mẹ của tôi. Anh nói như vậy là cô... Thì biết chuột đang ở đâu. Nói cách khác, mèo còn chưa đến thì chuột đã bỏ chạy lâu rồi. Chúng tôi là trộm, chắc chắn phải biết cảnh sát đang nghĩ cái gì chứ. Tất cả vào vị trí. Đội trưởng, A Trung vào chỗ, Tuấn Kiệt vào chỗ, Thần Kinh vào chỗ. Nhận được, mọi người cẩn thận. Đội trưởng, Tiêu Linh đang ở đâu? Nè, Quý Viên, ngồi xuống, nguy hiểm lắm. Còn chỉ xuất hiện, dù thế nào, anh cũng phải cứu Tiêu Linh an toàn ra ngoài. Không thành vấn đề, ông yên tâm đi. Sao Tiểu Linh vẫn chưa xuất hiện? Tại sao chờ lâu quá vậy? Quý Viên à, ông yên tâm đi. Thời gian sắp đến, sắp sẽ xuất hiện rồi. À, lựa chọn phương thức chết theo quyền lợi. Triệu Tiêu, anh đã bị cảnh sát chúng tôi bao vây. Mau buông súng xuống, bước ra đầu hàng. Đừng làm hại người vô tội. Anh nghe thấy không? Tiểu Linh à, cảm ơn. Mấy ngày nay cô đã trò chuyện nhiều cùng với tôi, mở được nhiều khúc mắc trong lòng của tôi.
coi như là người bạn tri kỷ nhất của đời tôi. Kiếp sau tôi nhất định sẽ đầu thai vào chỗ tốt, lựa một gia đình hạnh phúc. Cô cũng hãy bảo trọng. Tôi chúc cha con cô đoàn viên. Triệu Tiêu, tôi cho anh thời gian 5 giây. Mau bỏ súng xuống, bước ra đầu hàng. Đội trưởng, có cơ hội, còn nổ súng không? Quy thủ, nếu giờ hắn nổ súng, cậu lập tức bắn. Dạ. Đâu thể dùng tay phải để bắn. Đừng nổ súng! Mọi người đừng nổ súng nữa! Con gái ngoan của ba, mình đang trở về là tốt rồi con. Đừng, đừng sợ hả? Cậu Tiêu chết rồi. Dũng à, chính bởi vì con, bác mới có thể tìm được con gái của mình ha. Con đã lấy công chuộc tội, nếu không bác không cho con bước chân vào nhà lớn của bác đâu. Ý của bà con muốn nói không cho hai con bước ra cửa lớn một bước chính là muốn giữ hai con ở trong nhà. A Dũng cũng có thể làm trợ lý ở chỗ phục vụ. Mẹ,
Con không cho anh Dũng tham gia việc chính trị đâu. Để tránh đến lúc đó, con thường xuyên không tìm được ảnh. Đâu thể nào, ba đi đến đâu thì nó theo đến đó, mà sẽ giúp con coi chừng nó. Bác à, bây giờ công việc của con rất ổn định, con không dự định đổi việc đâu. Không đổi việc? Ờ, vậy cũng được. Nhưng mà ít ra con cũng phải để bác mỗi ngày có thể nhìn thấy Tiểu Linh, được không? Phải đó, trong nhà có rất nhiều phòng, đông người náo nhiệt mà. Hơn nữa, bác cũng hy vọng có thể làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Đội trưởng và các đồng nghiệp của tổ ba, tự quan công này là tôi cùng trưởng thôn và các thôn dân bày tỏ lòng cảm ơn. Chuyện căn nhà quan có ma các vị đã điều tra rõ ràng. Ngoài ra quan trọng nhất là tôi muốn cảm ơn mọi người đã cứu con gái tôi Tiểu Linh trở về. Nè, mời dẫn cho. Cảm ơn. Quý viên à, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Thật ra không cần phải khách sáo, còn bắt ông phải tặng món quà quý giá và ý nghĩa này, thật là không dám. À, còn nữa, lúc các vị điều tra án, tôi có chỗ nào thất lễ, xin các vị lượng thứ. Phải đó đội trưởng, may mà có các vị dẫn theo nhiều người tới cứu Tiểu Linh chúng tôi, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Xin bà đừng nói như vậy. Đây 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 đây, mời ngồi mời ngồi mời ngồi. Cảnh sát Khải Lợi, đây là 500.000 Tiểu Linh mượn của cô. Cảm ơn cô đã ủng hộ nó, cho nó mượn nhiều tiền như vậy. Nè, xin cô nhận lại cho. Quý viên đừng nói như vậy mà. Thật ra đều là đồng nghiệp tổ ba chúng tôi, mọi người giúp đỡ thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu Linh à, người em nên cảm ơn là Tina và cả anh Trung. Chị Tina, thật sự cảm ơn chị. Dũng à, người cậu nên cảm ơn là Khải Lợi. Nếu cậu gặp được tôi, không thể có kết quả này đâu. Em biết rồi. Cảm ơn chị Khải Lợi, cho em một cơ hội làm lại cuộc đời. Chị Khải Lợi, sang năm anh Dũng sẽ thi vào trường cảnh sát. Thật sao? Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh cậu. Cố gắng, cố gắng. Được rồi. Gần đây mọi người vì vụ án nhà quan và sát nữ vô danh bận tới nỗi tối tăm mặt mày. Bây giờ coi như đã phá án thuận lợi. Hơn nữa còn cứu được Tiểu Linh, thật sự không dễ. Mọi người vất vả rồi. Phải, mọi người đã vất vả. Vì vậy chúng ta phải đi ăn mừng. Phải, người đó muốn đi ăn mừng phải mời khách. Tôi đi thu dọn đồ đạc. Tôi nè nè nè, xuống tìm cái nào. Anh cũng biết là em nghèo, muốn em bị mất mặt hả? Nè, lần nào anh cũng ăn của người ta, hiếm khi có cơ hội mời khách. Đây là chuyện nên làm mà. Nè Tiểu Yến à, em thuộc phe nào vậy? Em làm vậy giống bạn gái anh hả? Học đây à? Hả? Tiểu Yến đã nói rồi, lần này chạy không thoát đâu. Đừng tìm em cớ nữa. Tìm cớ. Anh có cớ. Có cớ. Anh có cớ mà. Được rồi, mọi người đừng có chọc học đệ nữa. Tối hôm nay tôi sẽ mời. Hả? Bây giờ tôi có tiền rồi, quỹ viên trả cho tôi 500.000, coi như tiền bất ngờ. Vì vậy tối nay cứ tính cho tôi. Ây trời, sư tỷ chính là sư tỷ mà. Được rồi, sư đệ em để mặt chị, hôm nay nhường chị mời. Học đệ thúi, cậu mà còn như vậy, hả? Dương Vĩnh Khánh với cảnh sát chính là cậu đó. Nếu như em là Dương Vĩnh Khánh, vậy Tam Nương chính là chị rồi. Nè nè nè, đừng có nói bậy nha. Cậu muốn bị đánh hả? Tiểu Yến. Nè, anh đúng tha cho em đi. Tha cho em đi mà. Tiểu Yến à, sao em đánh anh? Thiệt tình đó. Nè, thôi đi mà. Nè, Tina, tối nay cùng đi đi. Cô đã cho tôi mượn tiền không tính lời, tối nay cô là khách chính đó. Mọi người tới đó trước đi, tôi phải trực ban. Trực xong tôi sẽ đến. Được, mau tới nha. Thank you.
Quốc Thủ, đội trưởng à, sao sếp không đi chung vui? Đang xem một số tài liệu, luôn tiện nhớ đến việc bắt Triệu Tiêu, cả quá trình hành động có phải có thiếu sót không? Sếp muốn nói thời cơ nổ súng. Mặc dù Triệu Tiêu là hung thủ biến thái, nhưng mà tôi vẫn hy vọng hắn có thể chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, không phải chúng ta bắn chết tại chỗ. Thật ra tất cả tin tức tài liệu tôi biết đều cho thấy Triệu Tiêu là người thuận tay trái, nhưng mà lúc tôi thấy hắn dùng tay phải để cầm súng, tôi lại do dự. Thật ra tôi thật sự không ngờ hắn lại lựa chọn phương thức này để mà kết thúc cuộc đời của mình. Chúng ta làm cảnh sát, thường thường trong lúc hành động phải đưa ra phán đoán, nhất là trong lúc cấp bách, rất khó suy đoán kẻ xấu thật ra đang nghĩ gì. Đội trưởng, sếp đừng được trách mình nữa. Nói ngược lại, nếu như lúc đó sếp không đưa ra hành động làm hại đến con tin, vậy ngoài việc hối hận ra sẽ còn nhiều trách cứ hơn nữa. Quốc Thủ à, nếu như cậu là đội trưởng, trong tình hình đó cậu sẽ quyết định thế nào? Kẻ xấu đã nổ súng, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có bảo vệ con tin. Đội trưởng, sếp vẫn cho rằng hành động lần này có chỗ sai sót sao? Người tốt, kẻ xấu đều là người. Chỉ cần là người thì phải do pháp luật xử trí. Tôi không muốn bất cứ ai bị thương, thậm chí tử vong. Dĩ nhiên, bao gồm kẻ xấu làm chuyện ác. Sếp cho rằng Triệu Tư lúc đó không đáng chết. Không phải, bởi vì hắn chết rồi, vì vậy có rất nhiều chuyện không thể trình bày rõ ràng, nhất là vụ án giết người hàng loạt 3 năm trước. Mặc dù chúng ta có thể khẳng định Triệu Tư chính là hung thủ, nhưng mà chúng ta không có chứng cứ, vì vậy vụ án không thể tùy tiện khép lại. Và lần này vụ án lấp bí mật, lợi dụng ma túy khống chế các cô gái, chắc chắn liên quan đến La Chí Cường. Tôi có thể tiếp tục canh chừng ổng, tôi không để ổng tư duy ngoài vòng pháp luật. Trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy. À, họ đang ăn mừng, cậu không mau đến đó đi. À, tôi và Tina đang trực ban, lát nữa sẽ đến đó. Được, vào đi. Đội trưởng Tina, báo cáo kiểm tra vết mổ trên người Triệu Tiêu đã có rồi. Ồ, báo cáo ghi là viên đạn lấy ra từ chân Triệu Tiêu và vết khâu động mạch chính lại rất đẹp, thuộc về phẫu thuật khẩn cấp. Nếu như không có dụng cụ và kỹ thuật cao siêu thì không thể hoàn thành phẫu thuật này. Với năng lực của một mình hắn, có cách nào để hoàn thành? Đội trưởng, sếp muốn nói ai? Dĩ nhiên là em và Tiểu Yến rồi. Nè, anh Trung và Tôn Nhân sau khi kết hôn, kim đồng ngọc nữ, xứng đôi nhất tổ ba chúng ta, dĩ nhiên là tụi em rồi. Học đệ, chuyện kết hôn nếu có thể dùng miệng nói thì sẽ không có người bị chứng sợ hôn nhân. Có bị chứng sợ hôn nhân hay không, đó là trách nhiệm của người kết hôn trước. Em sẽ chờ sau khi hai người kết hôn rồi thì mới quyết định. Nếu như sau khi hai người kết hôn, nơi vào là thiên đường, tụi em sẽ lập tức bước vào. Nếu như chỗ hai người vào là nấm mồ. Là nấm mồ thì anh sẽ thế nào? Còn phải hỏi không? Hai người kết hôn, cái này cũng cãi, cái kia cũng cãi, cái này cũng đánh, cái kia cũng đánh, chảy hết máu mũi luôn. Em coi đi, chuyện này đâu có tốt, anh tuyệt đối không dễ dàng kết hôn đâu. Tiểu Yến à, chị nghĩ em phải thỉnh giáo thím Hắc Cẩu mới được đó. Coi thím ấy dạy chú Hắc Cẩu như thế nào, khiến chú Hắc Cẩu nghe lời như vậy. Chuyện này em biết nè,
Đại ca cậu trong một đêm gió lớn tứ bề đã nói với em là, đại ca nói là lúc trước bác dạy như thế nào chị có biết không? Là vậy, bác cậu nói đánh đại ca cậu một ngày ba bữa, đánh tới thê thảm luôn, là ngoan liền. Tiểu Yến, em nghe rõ rồi chứ? Sau này em cứ làm theo lời của thím hắc cẩu, học đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nè sư tỷ à, em đâu có đắc tội với chị đâu. Chị dạy chiêu xấu xa này cho Tiểu Yến không có nghĩa khí đâu. Được rồi, bất kể là đại ca hắc cẩu hay là anh Trung cũng được, em cũng cam tâm tình nguyện để cho Tiểu Yến quản. Tục ngữ nói là sợ vợ là đại trượng phu, đánh vợ không bằng heo chó. Vì vậy hôm nay đại trượng phu và Tiểu Yến kính tôn dân dành trong một ly, chúc hoàng tử và công chúa từ nay về sau sống những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn. Nè, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Mời mời. Nè, phải là Tuấn Kiệt, anh và Tina hai người lúc nào mới? Vậy phải coi hai người họ còn giận hờn tới lúc nào. Đúng rồi tổ trưởng à, hai người rất yêu nhau mà, có đúng không? Anh coi đi, nhìn hai người rất là xứng đôi. Một người thì đẹp trai, một người đẹp gái. Ờ, à, hai người lại cao nữa, có đúng không? Hơn nữa học vấn vừa giỏi, trí tuệ lại cao, rất xứng đôi, có đúng không? Anh coi đi, đàn ông mà, đàn ông vốn dĩ phải nhường cho phụ nữ. Vì vậy anh cứ nhường chị Tina một chút đi, cho chị có chỗ xuống giống như em cũng thường đối xử với cổ vậy. Chuyện tình cảm là đôi bên, sao có thể nhường tới nhường lui? Huống chi hợp thì tới với nhau, không hợp thì chia tay. Bên nhau là chuyện của hai người, cậu đâu phải người trong cuộc, không thể hiểu được mấu chốt của vấn đề đâu. Nè Tuấn Kiệt, tốt bụng không được báo đáp. Học đệ, mặc kệ anh ta, anh chỉ mừng có để nói. Chúng ta đến đây để chúc mừng, đừng bị ảnh ảnh hưởng. Tôi dám bảo đảm, chắc chắn ảnh sẽ về tìm Tina. Tuấn Kiệt và Tina sao lại trở nên như vậy? Sao cô biết Tuấn Kiệt trở về tìm Tina? Đây là trực giác, giác quan thứ 6. Trực giác của chị là theo chị Tina hay là Tuấn Kiệt đây? Cả hai đều có. Nếu như mọi người không tin, có thể gọi điện thoại về hỏi thử đội trưởng. Nè, uống đi. Uống đi, uống đi. Cạn ly. Mọi người đang chờ em, khi nào em có thể tan sở? Thời gian đến, tự nhiên có thể tan sở. Tina, hai chúng ta nói chuyện nhất định phải như vậy sao? Em thật ra muốn giận dỗi tới lúc nào đây? Bây giờ là thời gian trực ban, em không muốn nói chuyện riêng tư. Vậy thì anh không quấy rầy nữa. Tina, cô đang làm gì vậy? Cô lại để lỡ cơ hội làm quà rồi. Tôi nha, lát nữa tôi sẽ đến. Tôi sẽ uống với cô vài ly. Gì Tuấn Kiệt,
Mày đang làm gì vậy? Mày cứ nói với Tina mày đến nấu cổ là được rồi. Mày có thể cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, đâu cần phải cô đơn một mình đi lại ở đây. Lúc này bỏ đi không có phong độ, mình có nên trở về xin lỗi cổ không? Tina, Tina, đừng uống nữa. Nếu cô còn uống nữa thì sẽ say đó. Ngày mai làm sao đi làm đây? Phải đó Tina, tôi với A Trung đưa cô về nha. Tôi không muốn về. Sư tỷ à, em đưa chị về. Ê, không phải, em và Tuyến đưa chị về. Còn không phải như nhau. Tôi không thích làm kỳ đà cản mũi. Hay là mọi người về trước đi. Có cả lời ở bên tôi là đủ rồi. Tạm biệt. Được rồi, tôi chăm sóc cổ, mọi người về trước đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa đó. Đi thôi. Là phiền cô nha. Không đâu, cẩn thận đó. Em về trước đây. Khải Lợi à, cô đã uống nhiều rồi, một mình cô đưa cổ về được không vậy? Yên tâm, tôi là Khải Lợi mà, tửu lượng cao không biết say. Được rồi, hai người cẩn thận nha. Anh cũng cẩn thận. Được rồi. Khải Lợi à, thật sự cảm ơn cô. Tục ngữ có nói tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Nè, cạn đi. Uống ít thôi.追不尽我的过去，要陪的英雄要去到位，心内所爱的人，怕人辛苦比最贵无人安慰，好人讲无情无义。 Tuấn Kiệt. Mẹ, quần áo xong rồi nè. Cảm ơn mẹ. Ý, đây không phải là cô cảnh sát của chỗ con sao? Thì ra hai đứa là phải. Lúc trước con phục vụ ở Đài Nam, khi chưa được tới Đài Bắc, cô là bạn gái của con. Lúc trước? Ý của con là bây giờ đã chia tay? Sao vậy? Có phải cô không còn ý với con, còn con lại chưa dứt lòng? Là có vài hiểu lầm. Theo tình huống hiện thực nên đã phải chia tay. Nhưng mà bây giờ cô cũng đều tới Đài Bắc phục vụ chung tổ với con. Mỗi ngày đều gặp mặt nhau. Mỗi ngày đều gặp mặt nhau. Như vậy không phải rất ngại sao? Không còn cách nào khác. Cũng không thể vì vậy mà rời khỏi cương vị công tác của con. Tóm lại con đã quen rồi. Chỉ là không nói chuyện nhiều thôi.
Cho dù không thể làm người yêu, cũng có thể làm đồng nghiệp tốt mà. Là bản thân con không thể quên được chuyện cũ hay sao? Tuấn Kiệt, mẹ cũng có thời tuổi trẻ, những chuyện tình cảm mẹ hỏi con, nếu như còn có cơ hội, con có theo đuổi cổ không? Cho dù con muốn theo đuổi cổ cũng vô ích, cổ đối với con không có phản ứng gì. Con thật sự không biết trong lòng cổ đang nghĩ gì nữa. Nếu như trong lòng cổ không có con, nếu như con mở lời, con khó xử sao? Con sợ cổ từ chối con. Đúng vậy, mùi vị khi bị từ chối thật sự không hay. Nhưng mà con cứ để hoài ở trong lòng, mùi vị này sẽ càng đau khổ hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.